Dạ vâng, cơ bản về cái đấy. Con này sẽ là con I am the one, the way your son don't need a gun to Sai, cho đoạn nào. Không sai, chỉ đoán đúng một lần. Sau này, chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buổi nha, ăn cứt, thế đâu nó dễ. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá, lại là mình, anh Béo Vệ Lấp đây. Thì mình rất là cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua nhé mọi người nhé. Thì mọi người ạ, đây mọi người biết đây là cái gì không? Bài, chắc ai cũng biết. Đây không phải là câu hỏi ngu mà là câu hỏi thì hôm nay ấy, nói chung là ngày xưa ấy, mình cũng gọi là đệ của Ngôn Phi. Các bạn biết là Ngôn Phi rồi đúng không? Đệ của Ngôn Phi mà. Nói chung là ảo thuật ra về bài thì nói chung mình rất là nhiều chiêu trò luôn. Thì hôm nay mình sẽ dùng chính bộ bài này làm ảo thuật để lấy hết tiền của anh em tiền nhé bà con nhé. Thì mọi người muốn xem ảo thuật như nào ấy thì đợi video, chờ video của mình nhé bà con nhé. Thì nếu mà video của mình mà hay ấy thì mọi người cho mình xin một like, một comment và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Ok, đi thôi các bạn ơi. Ấy à, hai vợ chồng ngày nay thì không về ngủ đi mà ngủ đêm gì? Bắt ngủ nữa. Mình kiếm tiền không? Hả? Mình kiếm tiền không? Kiếm tiền gì? Ngọc kiếm tiền không? Tiền gì anh? Thì thuật thôi, đơn giản thôi. Bài chơi ảo thuật bài đúng không? Thôi, 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 tiền nong thôi, được được thôi. Không chơi, ví dụ tôi là thắng. Không, anh thắng thì anh mất, à anh thắng thì anh được 200. Còn nếu mà hai vợ chồng mà thắng thì được 400. Thích rồi. Hả, tình hình? Chơi như nào? Chơi nha, bây giờ nha. Trong đây là tất cả con bài đều không trùng nhau đúng không? Nếu mà tôi đoán đúng được con bài đấy thì hai vợ chồng sẽ mất 200. Còn tôi mà đoán sai con bài đấy thì hai vợ chồng sẽ được 400. Ok chưa? Ok. Chơi nhá, chơi thử của bạn nhá. Đấy, chào bạn nhá. Đây, chào bạn nhá. Xong rồi. Sao em? Lừa rồi. Bây giờ sẽ chơi đầy ngô thử một bán để cho hai vợ chồng xem. Ok. Nào. Con này là cái gì? Con rô. Con rô cái gì? Được ạ. Đây nha, con này sẽ đoán nha. Con này là con 5 tép. Sai thì tèo. Sai á? Bảo luôn, bảo được luôn. Thôi nè, con này là sống cơ. Nào, để mua cũng tính nha. Con này cũng tính, bây giờ chơi này 200 một phát. Tôi thua, tôi giả 200 tích tôi luôn. Ok. Đây nha, cháo bài xanh chín nha. Không phải là không xanh chín. Nào. Con này là con gì? Mày rô. Mày rô gì? Được rồi. Con tiếp theo này. Ăn của các cụ không? Từ từ. Vui đã đến. Gà bạc. À, cơ bạc ăn về cái đấy. Con này sẽ là con có thể con ăn rô. I am the one, the way your son don't need a gun to Sai, cho đoạn nào. Không sai, chỉ đoán đúng một lần, 5 châu. Nào. Ây, sai đúng luôn nhá. Địt mẹ, mày nó cay vãi lồn. Bài của người này chưa làm gì cả. 5 châu sát tiền, 200. Đây, 5 châu để nguyên đây luôn. Chơi tiếp không? À, một bước rồi. Lừa đoán. Mẹ mày nó cay vãi lồn. Chưa đoán, đang làm phép. Đấy này này cũng được. Con này là con à, ăn đủ. Được của nó đấy.
À mày mới bị bỏ. Cái gì? Chết anh chín luôn. Cháu phải đâu mà. À biết. Cái gì mẹ mày. Đúng rồi, bà biết chắc chắn luôn. Bà biết lật nha, phải không? Lật ốc. Từ từ. Người ta chỉ đoán một lần thôi. Cho một lần ạ. Bà biết. Nguy hiểm. 200, từ từ, 200 ngày cân đã. Đúng không? Đúng mà biết không? Đây. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Đúng mà biết luôn nhá, thảo chưa? Hai con, hai bán. Còn bao nhiêu tiền nữa? Còn 200 nữa à? Chưa nữa, hay thôi, nghỉ nhá. Nghỉ nhá. Thời tiếp. Nốt. Nốt đi. Rồi. Sao mày ngu thế hả? Nhưng mà chưa tổng chạy đâu nha. Này này, không chết nó hay chơi dịch chín đã bảo rồi. Con này là con... Để điện thoại xuống nhá, dịch chín đi kêu bùa. Nhưng mai nhá, con tin đồn cả cái dịch tạo thành này, vợ chồng cùng bảo một chiếc bẩn đi. Con này là con... Con... Tạm nhé. Này 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 này. Quay lại. Quay lại con tạp tép đúng chưa? Nó bỏ ra đằng sau ra xem. Bỏ ra đằng sau ra xem bài đó. Không có. Đây. Đây. Đây nhé. Lục. Không phục à? Tiếp một bàn nữa đi. Chơi tiếp bàn nữa đi. Nhưng mà bắn hai cái bàn này vào đâu? Mình chả có. Mình chả có. Anh nói chưa ra chưa 300 đi. Anh xin. Chưa 300 á? 300 thì 600. 300. Ừ. Được rồi, nếu mà tôi thắng là bạn được 300 đúng không? Còn hai vợ chồng bạn thắng là được 600 đúng không? Rồi, từ phải nằm đây nãy bạn ngờ bạn nằm ngắt cứu của tôi nó bị mất. Mất đấy. Mất thật chú. Con này con gì? Rồi. Đợi đây. Chứ đúng con này nữa tôi nhá, cua cũng không được gỡ nữa nhá. Phát chứ 300, gỡ lại 600. Ừ. Con này chiên đi mình, địa đi mình, chiên đi mình, địa đi mình. Ai ôi mà. Con này là con... con... sáu cơ. Oh my god. Bịt con mẹ mày, tao lớn lên. Sai rồi, tôi đây là sai rồi. Phải không? Phải không? Đây nhá, lật ra này. Lật ra cho bà con xem này. Con này có 6 cơ, nhìn tin nhỉ. Đúng không? Chuẩn luôn. Thì dễ xíu. 300 nghìn nữa, nhanh nhanh nhanh. 300 nghìn nữa. Này 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 này. Chơi trò kiểu gì đây? Chạy à? Thôi, bùng đi thôi. Xin luôn 600 nghìn. Rồi. Ra sôi làm ăn bươn trải. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn kiếm được tiền phải chấp nhận mạo hiểm nguy hiểm một tí, nhưng trong tầm kiểm soát, anh hiểu chưa? Sau này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buổi nhá, ăn cứt thế đâu nó dễ.